Phút 19, tiền vệ chủ nhà Nicola Gonzalez ngã xuống sân sau khi bị một cầu thủ Uruguay tác động vào mặt. Các cầu thủ Argentina phản ứng nhưng trọng tài Wilma Rodon không thổi phạt, cho trận đấu tiếp tục khi Gonzalez vẫn nằm sân. Đội khách cũng không đá bóng ra ngoài sân và tiếp tục để tiền vệ Maximiliano Araujo dẫn bóng, khiến cầu thủ chủ nhà nổi giận và lao tới phạm lỗi từ phía sau Araujo. Sau tình huống này, cầu thủ hai đội lao vào xô xát. Tiền vệ chủ nhà Rodrigo De Paul lao tới đẩy mạnh vào người Manuel Ugarte, sau đó đến lượt trung vệ Oliveira tới làm điều tương tự với De Paul. Messi cũng chạy tới điểm nóng, dùng tay túm cổ Oliveira và đẩy cầu thủ này ra. Trọng tài Rodon đến lúc đó mới can thiệp, nói với Oliveira rằng, dừng lại đi. Trọng tài người Colombia không rút thẻ nào sau tình huống xô xát này, còn VAR cũng không can thiệp hành động của Messi. Trong một tình huống tương tự ở ngoại hạng Anh, tiền vệ Casemiro từng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi Manchester United gặp Crystal Palace ngày 4 tháng 2 năm 2023. Ugarte còn khiêu khích De Paul ở một tình huống sau đó, rồi nói và dùng hành động tục tĩu ám chỉ tiền vệ Argentina làm mọi thứ Messi yêu cầu. Sau hiệp 1, huấn luyện viên Marcelo Bielsa rút Ugarte ra sân để tránh gây thêm rắc rối. Uruguay thắng chung cuộc 2, không nhờ bàn ở Ronald Araujo và Darwin Núñez. Sau trận, Messi nói rằng chuyện xô xát như vậy là bình thường ở bóng đá Nam Mỹ và Uruguay luôn chơi như vậy. Siêu sao 36 tuổi cũng nói rằng các cầu thủ trẻ Uruguay nên biết tôn trọng những đàn anh. Các cuộc đấu giữa Uruguay và Argentina luôn rất căng thẳng, nhưng vẫn chứa nhiều sự tôn trọng, Messi nói thêm. Cầu thủ trẻ Uruguay cần học hỏi thêm. Còn De Paul từ chối nhắc tới tình huống đó bởi anh chỉ muốn nói về bóng đá. Những pha xô xát xảy ra trên sân sẽ kết thúc sau trận đấu, anh nói. Messi đã nhận 3 thẻ đỏ trong sự nghiệp, 2 lần với Argentina và 1 lần cùng Barca. Anh bị truất quyền thi đấu ngay ở trận đầu tiên cho đội tuyển tháng 8 năm 2005. Đến Copa America tháng 6 năm 2019, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp gây tranh cãi khi xô xát với trung vệ Gary Medel ở trận tranh giải 3. Lần gần nhất anh bị đuổi khỏi sân là vì cú đánh vào cầu thủ Athletic Bilbao tại chung kết siêu cấp Tây Ban Nha ngày 17 tháng 1 năm 2021.